uống rượu được, cha cứ ép người ta phải uống. Tường Nhi, bây giờ con đã biết tại sao cha không cho con uống rồi. Đây là thiên nhược túy. Cha đã bỏ thiên nhược túy vào trong rượu. Đúng vậy. Cha, thật sao cha định làm gì? Nói là sai cả ngàn ngày thì hơi quá. Nhưng tử tử này đã uống liền 5 ly, ít nhất cũng phải nằm say như chết 7 ngày 7 đêm. Muốn xử trí như thế nào? Xin đợi nghe chủ ý của Giang Quỳnh đây. Giang Thúc Thúc, cha, hai người chẳng quen biết gì với ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Người lớn nói chuyện, con đích đừng xen vào. Phong Quỳnh, chuyện này con muốn cũng không giấu được nó, hay là để cho nó cùng đi luôn, nói cho nó biết cũng chẳng sao. Thôi được, để cho con biết vậy. Giang Thúc Thúc và Giang Hải Thiên có mối thù truyền kiếp. Bọn ta đang định thừa dịp Giang gia ngã con đến quậy một phen, nhưng chúng ta lại không có thư mời của Giang gia, sẽ không tài nào vào trong Giang phủ được. Đúng lúc tên tiểu tử này đến đây, trên người hắn ta là có thư mời của Giang gia, nên đành phải bắt hắn ta chịu thiệt thòi một chút thôi. Thì ra là như vậy. Thế nhưng Giang Hải Thiên có danh xưng đại hiệp, chí chị chắc cũng là một người tốt chứ. Phúc cô nương thì thành chất phát, đương nhiên không biết được bộ mặt thật của Giang Hải Thiên rồi. Sự thật là ngoài mặt thì hắn xưng đại hiệp gì đó, thực chất lại là kẻ phản bội triều đình. Phản bội triều đình? Giang Quỳnh, chúng ta nên bàn chuyện nghiêm túc đi. Quỳnh nói với sự trí tên tiểu tử này làm sao đây? Tiểu tử này để lại sẽ là mối quan, chỉ bằng một đao chỉ chết hắn cho xong. Giết chết cũng tốt, diệt trừ hậu hoạn, không được giết. Thường Nhi, cha, mọi người chẳng phải vì muốn có tấm thư mời sao? Bây giờ thư mời đã lấy được rồi, cần chi phải giết hắn ta? Hắn thật đáng thương, có làm gì đắc tội với chúng ta mà phải bỏ mạng ở nơi này kia chứ? Cha, chúng ta không được hành xử như bọn trộm cướp. Cha, sao cha lại hồ đồ như vậy? Cha tự nghĩ xem, nếu như giết chết hắn thật, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, phùng gia chúng ta sau này còn mặt mũi gì trong giang hồ nữa? Dự thượng muội, lời của Thường Nhi cũng quá lý. Tần Nguyên Hào là đệ tử Võ Đan, chúng ta không thể nào tùy tiện giết hắn. Cây kim trong mộc rồi cũng có ngày lòi ra, chúng ta cần gì phải kết quán thù với Võ Đan kia chứ? Ta đang nghĩ chuyến đi này cả đi lẫn về 7 ngày, tiểu tử này ít nhất cũng phải mất tỉnh 7 ngày 7 đêm. Để khi chúng ta xong việc trở về xử trí hắn cũng chưa muộn. Cũng được, vậy thì tạm thời để hắn sống thêm một lát, đợi chúng ta xong việc rồi sẽ tính sau. Dẫu sao tiểu tử này cũng chạy không thoát. Trung Nhi, đưa hắn xuống dưới kia, xem tình hình mà lo liệu. Chân, thưa cha. Đi nào. Cha, con thấy không được khỏe, muốn về phòng nghỉ một lát. Thôi được rồi, con về phòng đi. Con đi rồi ta cũng được yên tĩnh. Kế hoạch của ta là để Trung Nhi mạo danh tiểu tử đó. Chúng ta sẽ đi theo nó lẻn vào Giang gia. Khoan đã, ở đây có một sơ hở. Thư mời chỉ có một tấm thôi. Thư mời này là gửi cho trưởng môn phái Võ Đan.
Nhưng trong thư đâu có quy định chỉ được phái một người đến dự. Còn một sơ hở nữa. Bữa đó các thứ có dàn nhà rất nhiều. Nếu như có kẻ nhận ra đó không phải là Tần Nguyên Hạo thì sao? Thứ nhất, tên tiểu tử Tần Nguyên Hạo lần đầu tiên xuống núi. Trên giang hồ, những kẻ quan biết kiến hắn rất ít. Các thứ của dàn nhà thì rất nhiều. Chắc là không trùng hợp vậy đâu. Dễ gì lại đụng phải kẻ quan biết hắn. Thứ hai là dáng người của Trung Nhi thì cũng không khác với hắn là mấy. Mặc quần áo của hắn tà dạo sẽ không lộ sơ hở gì. Hơn được, chúng ta chỉ cần lẻn vào được Giang gia là đủ, đâu cần nấn ná lại mà làm gì. Phong Quỳnh, Quỳnh đoán xem, nếu như quả mừng của phái Võ Đang tặng cho Giang Hải Thiên lại khiến cho bọn người trong võ lâm bị trúng độc chết, kết quả nó sẽ như thế nào? Ý Quỳnh là muốn hạ độc vào trong trụ. Nghe đồn Phong Quỳnh có cất giữ rất nhiều loại thuốc mê và thuốc độc, ngoài Thiên Nhật Túy ra còn có loại dược cực độc là Hạt Đỉnh Hồng. Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Dù cho Giang Hải Thiên hắn có cẩn trọng đến đâu, cũng khó mà ngờ được trong rượu lại có độc. Uống hồ chi rượu này là do người của Võ Đang đem tặng, nên sẽ càng không thể nào ngờ được. Giờ giết được kẻ thù lại có thể giá quả cho phái Võ Đang, quả là mũi tên trúng hai con nhà. Tiểu tử ngốc, ta còn phải học hỏi ngươi nhiều lắm. Chân phải tiếp tục của ngươi rất lợi hại sao? Nào, tỉ thí với ta đi, ra tay đi. Tiếc là Phong Bá Bá không chịu nghe theo ta, một kiếm giết chết người. Nhưng mà bây giờ cứ rơi vào tay của ta, dù ta không giết người cũng sẽ phế bỏ võ công của người. Chỉ cần một kiếm của ta, xương tùy bàn của người sẽ bị đâm gãy, tôi sẽ mất hết võ công ngay lập tức. Nếu như phải Võ Đàm có đến hỏi tội, thì có cha ta đứng ra chịu tay. Ta nghĩ Phong Bá Bá cũng không dám vì việc này mà trách tội ta. Giang Thắng Trung, ngươi làm gì vậy? Muốn làm gì thế? Làm ta hết cả hồn. Ngươi muốn làm ta hết hồn thì có. Chúng ta bảo ngươi coi chừng hắn, nhìn xem ngươi đang làm cái gì vậy? Ta chỉ đang đùa thôi. Đùa? Nhưng mà đùa sao? Ta thấy rõ ràng ngươi đang định giết hắn thì có. Thì sao nào? Ta giết hắn, ngươi đau lòng ư? Cha ta đã nói là không giết hắn rồi, ngươi dám không nghe lời cha ta? Phong đại tiểu thư của ta ơi, sao ta lại giết hắn kia chứ? Chẳng qua là lúc nãy nghe muội khen hắn vài câu, trong lòng của ta thấy rất khó chịu. Biết muội sẽ đến cho nên cố tình hù dọa muội thôi. Muội nói đi, có phải muội đã thích hắn? Nếu đúng thật là như vậy, ta sẽ giết chết hắn ngay. Cứ đừng nói bậy. Ta phải thương hắn sao? Ta chẳng thương ai cả. Thôi được rồi, thử xem ta mặc quần áo này có giống hắn không. Ngươi định giả dạng hắn sao? Đúng vậy. Tại sao? Nguyên nhân thì muội hãy đi hỏi cha muội đi. Cha ta sẽ lại bảo ngươi giả dạng hắn kia chứ. Những gì khác có thể giấu muội, việc này làm sao giấu muội được? Nếu không tin, muội hãy đi mà hỏi cha muội.
Được rồi, được rồi. Đột nhiên đau đầu quá, ta phải về phòng nghỉ ngơi đây. Sáng mai đi khỏi cha vẫn chưa muộn. Đi ngồi. Còn chuyện gì nữa? Không có gì. Muội đi nghỉ đi. Để sau hãy nói. Đi đi. Tiểu thư cẩn thận. Đây là chữ gì vậy? Cô gái chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hình như đây là thiên thư trong truyền thuyết. Nếu chẳng ai biết đọc chữ này, vậy thì chúng ta tìm được đó cũng như không rồi. Đúng thế. Nếu những chữ này chính là bắt đầu chân kinh, vậy thì chúng ta có được nó cũng chẳng lợi ích gì. Này, tôi nghe ông tôi tự nói thiên thư chính là chữ viết thời cổ đại của Tây Vực. Nếu thực sự đúng là chữ cổ của Tây Vực, chúng ta có thể đến Tây Vực bắt chài kẻ có học. Vậy đây, vậy là được chứ gì? Đây đúng là một ý hay. Thành phù, ngươi đích thân đi làm đi, càng nhanh càng tốt. Nhớ đó, việc này không được lộ cho bất cứ ai biết. Nếu như đây đúng là bắt đầu chân kinh, vậy thì lục hợp bang ta thiên hạ vô địch rồi. Và sử Bạch Đô này cũng sẽ thống trị võ lâm. Nhưng mà trên giang hồ đồn rằng Hà Đại Vương đã đoạt được bắt đầu chân kinh. Nghe nói nhìn độc của bà ta rất lợi hại, có thể cắn chết người. Hạ Đại Nương chẳng là gì cả. Nếu như ta có được bắt đầu chân kinh thật, bà ta sẽ chẳng là đối thủ của Sử Mạnh Đô này nữa đâu. Chúc ban chủ sớm được toại nguyện. Ban chủ, tiểu thư mất tích rồi. Cái gì? Ta bảo các ngươi trong trường tiểu thư, tại sao lại để xảy ra chuyện này? Thập Tam Nương đâu? Nhóm ban chủ đã đi tìm tiểu thư. Thành phu, cứ sang đây. Tôi đi nói với tiểu rồi, lập tức cho người đi tìm. Tìm thấy bắt chị đây ngay cho ta. Tuân lệnh. Đi. Dạ. Lão bá, xin hỏi đồng mình đi theo hướng đông hay tây? Còn 70-80 dặm mới tới, đi thẳng hướng này. Dân xin cảm ơn. Giống. Giống quá rồi. Phong Quỳnh, bây giờ đã không còn lo lắng gì rồi phải không? Không còn gì nữa, hoàn toàn không còn nữa. Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Được. Nhưng mà Tường Mụ vẫn còn lo lắng cho tên tiểu tử họ Tần đó. Trong nghĩa nếu như mụi ấy biết Giang Hải Tiên là kẻ thù của Phong Bá Bá, và dịch này ca ngợi đến kế hoạch báo thù của Phong Bá Bá, mụi ấy là một cô nương hiếu thuận, nhất định sẽ đồng lòng với chúng ta. Bá Bá thấy như vậy có đúng không? Vì trước khi ta làm cả mi về, thường nhiên không biết. Bây giờ ta cũng không muốn để cho nó biết nữa. Đúng. Việc này hãy khoan nói cùng Phong cô nương. Nhưng mối thù của Quỳnh với Gia Khải thì hoàn toàn có thể nói cho cháu nó biết. Cha thật hồ đồ, sao có thể làm ra những chuyện này chứ? Cần thức hiệp thật đáng thương. Thuốc giải đâu rồi? Thuốc giải. Ta vẫn thấy không yên tâm. Cứ yên tâm đi. Tính con gái ta là vậy đấy. Tính nó là như thế, không sao đâu. Phong Quỳnh,
Đây chính là phòng thuốc của huynh có phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói trong nhà Phong bá bá động dược gì cũng có, thuốc giả gì cũng có. Không dám, không dám. Ta chẳng qua chỉ là có một vài loại thuốc quý trên giang hồ kiếm thấy thôi. Kế hoạch lần này còn phải nhờ đến việc bảo bối trong nhà có Phong bá bá rồi. Muốn vào trong xem không? Tiếng động gì thế? Phong huynh, ta nghĩ tốt nhất nên đến giang phòng giam ta tự tử đó xem từ sợ hắn nói. Chúng ta đi thôi. Chuyện gì thế này? Con không biết. Lúc còn đi, ta vẫn còn muốn đi chết kia mà. Người chủ vẫn còn, không chưa đi xa đâu. Chúng ta vẫn đuổi theo. Đi. Cha nói đúng, sao đúng là hại người. Không thể nào. Không thể nào. Đã uống tiên dịch quý của ta rồi còn chạy đi đâu được nữa chứ. E là Thường Mùi. Thường Nhi. Ai thế? Là ta, mau mở cửa. Cha, có chuyện gì thế cha? Mở cửa rồi hắn nói. Con bị đau đầu, con đang ngủ rồi cha. Mau mở cửa ra. Cha, Giang công tử, Giang thúc thúc, mọi người đã tìm gì vậy? Cha, sao cha lại để cho họ xông vào cái phòng của con? Họ đâu phải là người ngoài. Cha, mọi người đang làm gì vậy? Ta hỏi con, tôi tưởng tượng họ từng đâu. Cha, cha nói vậy là ý gì? Mau nói cho cha biết, hắn ta ở đâu? Cha, chắc hồ đồ rồi. Công tử họ Tần chẳng phải đã bị mọi người chút đủ sai rồi, nhưng có trong phòng giam công tử thế sao? Sao lại đến hỏi con chứ? Thường Mùi, đến lúc này hắn vẫn còn trong phòng ta. Vậy thì mọi người còn đến hỏi Mùi mà làm gì? Cha, hắn biến mất rồi à? Chắc công tử đừng nói đùa. Sao lại như thế được? Thường Nhi, con hãy nói thật đi. Có phải con đã lén thả tên tiểu tử họ Tần nó đi không? Cha, cha nói lung tung cái gì thế? Cha hãy tự nghĩ lại xem. Vì Tần công tử đó đã bị chuốc sai bởi thiên dược tí của cha. Dù con không muốn tả cho hắn ta đi, hắn cũng không thể nào một mình bỏ đi được. Không lẽ con lại cõng hắn ta ra khỏi phòng rồi mang giấu đi? Dù con có làm như vậy đi nữa, cũng không thể nào quay về đây nhanh như thế được. Cha, từ trước khi biến mất, sao mọi người lại đến chiêu ăn cho con chứ? Thật ư? Cha, người khác không tin con cũng đành chịu. Cả cha cũng không chịu tin con sao? Cha, trước đây cha thương yêu con đều là giả dối sao? Nếu vậy thì con còn sống trên đời này làm gì nữa? Thường Nhi, còn làm gì thế? Được rồi, được rồi. Thường Nhi, cha đã đổ oan cho con rồi. May mà Giang Thúc Thúc và Giang Đại Ca con đều là người nhà cả. Được cả cái tên tiểu tử này, các anh chị không cần thận xích để đến chưa quan cho Phong cô nương. Phong cô nương, thật sự rất xin lỗi. Phong cô nương, được tại ta không tốt. Tại ta không tốt. Hôm nay sao lại còn hứng thú uống rượu thế? Giáo chủ đang có việc cần tìm ông đó. Được, ngồi xuống hắn nói đi. Chị Giang Hải Thiên gả con, chắc ông cũng đã biết rồi. Ta cũng có nghe.
Sao vậy? Hai nay ngươi còn có tâm trạng để uống rượu mừng hay sao? Đúng là phải để uống rượu mừng. Nhưng người đến uống rượu mừng không phải là giáo chủ mà là ông. Ta triều đình quyết định từ cơ hội này tiêu diệt bọn chúng, yêu cầu Lục Ngọc Bang và Thiên Ma Giáo liên thủ cùng nhau. Do đó giáo chủ muốn tôi chuyển lời cho ông. Việc này có thể thích hợp hơn. Triều đình đã muốn tiêu diệt hắn ta từ lâu, cho nên triều đình mới mong chúng ta giúp một tay. Nhưng mà giáo chủ nói việc này không cần ông phải đi liều mạng, chỉ cần ông đem vào mừng đến đó là được rồi. Qua mừng là 500 con nhện đen mà ta nuôi 3 năm qua. Nhện đen à? Chính là loài nhện đen có thể cắn chết người phải không? Đúng, giáo chủ nói rồi. Đây là quà mừng tốt nhất cho Giang Hải Thiên. Ông chỉ cần ném thả chúng xuống đường cống tông vào Giang Phủ là chúng nó thích rượu. Ở đâu có mùi rượu, chúng sẽ bò về hướng đó. Thấy người là cắn, một chết trắng đã đủ chết người. Đến lúc đó, 500 con nhện đen là 500 người chết. 500 thiên binh này sẽ làm náo loạn Giang Phủ. Hay lắm, ném đá vỗ tay. Quả là diệu kế. Phong Quỳnh sao rồi? Không thiếu một viên. Vậy thì tốt. Mà thuốc giải này ra, trên đời còn có cách nào giải được thiên nhân túy không? Chắc chắn là không có. Vậy là được rồi. Tên tiểu tử Tần Nguyên Hạo sẽ ngủ say như chết trong vòng 7 ngày. Ta cũng nghĩ Thường Di không dám lấy trộm thuốc giải. Vậy thì lạ thật. Tên tiểu tử đó không có thuốc giải. Vậy thì chắc chắn không thể tiêu trốn ra ngoài được. Điều đó còn phải nói nữa. Chắc chắn có kẻ cứu hắn ra ngoài rồi. Điều ta lo chính là điều này. Có kẻ đã cứu hắn. Chứ trong nhà ngoài ta và Thường Di ra không còn ai khác. Vậy thì chúng ta có kẻ lẻn vào nhà Phong Bá Bá rồi. Cái gì? Người này ra tay gọn gàng như vậy, e rằng võ công của hắn ta không thua gì hai ta đâu. Vậy thì hỏng rồi. Hỏng việc rồi. Nếu như có kẻ cứu Tần Nguyên Hạo, ý tức là cái gọi của chúng ta đã bị bại lộ. Phong Quỳnh, hãy bình tĩnh đi. Tên Tần Nguyên Hạo chẳng phải sẽ ngủ suốt 7 ngày 7 đêm sao? Cho dù có người cứu hắn đi, cũng không có thuốc giải, làm sao hỏi được gì từ miệng tên họ Tần đó? Kế hoạch của chúng ta vẫn chưa bị bại lộ. Rất có thể kẻ đó tưởng hắn ta bị sai thật và đang tìm thuốc giải rượu cho hắn đấy. Nhưng nếu là người của Giang Hải Thiên cứu đi, vậy thì phiền phức to rồi. Đúng vậy. Nếu đúng là người của Giang Hải Thiên đã trông chừng Tần Nguyên Hạo từ trước và luôn có sao theo dõi thì sợ gì chứ? Giang Hải Thiên đâu có tài biết trước tương lai. Lùi một bước nghĩ, cho dù là người của Giang Hải Thiên đợi đến lúc hắn ta hiểu ra tên tiểu tử Tần Nguyên Hạo không phải sai xỉn bình thường, mà là bản thân hắn ta không giải được loại rượu này, nhất định hắn sẽ dội đi tìm đại phu để chạy chữa. Chứ còn thời gian để quan vệ trong gia đình, chỉ chút ít thời gian đó cũng đã đủ để chúng ta làm xong việc lớn rồi. Huynh nói có nên đi Đông Bình nữa không? Đi, đương nhiên phải đi. Không những phải đi mà còn phải đi sớm nữa. Chúng ta không cần phải đợi đến sáng mai, thì ngay bây giờ. Phong Quỳnh, muốn thành đại sự phải chịu mạo hiểm mới được. Chỉ có hơi mạo hiểm, nhưng lần này là thời cơ tốt nhất để chúng ta tái xuất giang hồ. Xin qua phú quý sau này của Quỳnh đã xem lần này rồi. Cơ hội hiếm có đi. Thôi được, lão phu đành cược một phen vậy. Không nên chậm trễ. Bây giờ nên cho xem bất cứ vào rượu của võ đàn. Xong việc chúng ta sẽ đi ngay. Đây chính là hạt tỉnh không? Đúng vậy. Lúc đổ vào nhất định phải cẩn thận. Độc tính rất mạnh. Thật sự lợi hại như vậy sao? Ta có đem thuốc giải. Như vậy sẽ không còn lo ngại gì nữa. Trương Di, tao động thủ đi. Cha, cha đi thật sao? Cha, cha đừng đi nữa. Trong lòng của con rất lo lắng. Đã cử trên lưng cọp rồi thì không xuống được nữa. Cha đã nhấn chân vào đó rồi, không quay lại được nữa đâu. Trương Di con yên tâm, cha làm xong việc rồi sẽ về ngay. Thường Bùi, bọn ta đến nhan gia báo thù. Còn Bùi ngoan ngoãn ở lại trong nhà nhé.
Tôi đâu có muốn cùng mọi người đến Gia Gia. Để tôi lại trong nhà là tốt nhất rồi. Nhưng mà Giang Thúc Thúc, Giang Công Tử, làm việc này là chủ ý của hai người, nên tôi hy vọng hai người sẽ bảo đảm an toàn cho cha của tôi. Phong cô nương, hãy yên tâm, tính mạng của cha cô sẽ là tính mạng của ta. Cường Nhi, cô đừng trách họ nữa. Thật ra kế hoạch này là cha ta nghĩ ra. Cha nói gì? Chính ta muốn giết chết Giang Hải Thiên. Cha, tại sao thế? Lúc này khó mà phân rõ cho con, nhưng hãy tin cha, Giang Hải Thiên là kẻ xấu. Cường Nhi, đợi cha làm xong việc rồi sẽ nói hết mọi chuyện cho con biết, được không? Dân, con tin cha. Lần này cha đi Long Thất là 7 ngày, không thì 4 5 ngày sẽ trở về. Con có nhà đóng cửa cẩn thận, ai đến con cũng được mở cửa. Mọi việc đợi cha về hẳn nói. Nhớ rõ chưa? Con nhớ rồi cha. Cha nhất định phải cẩn thận nhé. Phòng ba bá, chúng ta phải lên đường rồi. Thượng Nhi, cha đi nhé. Phong cô nương, xin cáo từ. Có rồi. Cảm ơn nhé. Này, Tần Thiếu Hiệp ra sao rồi? Rất tốt. Chẳng biết tên ăn mày này đã giở trò gì nữa. Nhưng cũng may chúng ta đã cứu được Tần Thiếu Hiệp. Sao trống không thế này? Tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta đang uống rượu ở Phong gia sao? Không lẽ ta đã uống say? Không đúng. Dù uống say cũng phải nằm ở Phong gia chứ. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Ôi, không phải đang nằm mơ. Một cành một bông hoa của tên tiểu tử là cảm gốc, phải lòng con gái người ta liền lén lúc mò vào nhà. Đủ không sai người, người tử sai. Đúng nhầm hổ dữ là bà lão. Tên này đúng là gã đại ngốc. Sao tỉnh rồi à? Thì nói vậy là ý gì? Cứ cho là ý gì? Người đang chế nhạo ta có phải không? Chế nhạo ngươi. Vậy là ngươi đã hiểu ra rồi. Ta hiểu. Ta chẳng hiểu gì cả. Sao ta lại ở đây? Nếu như cười biết, hãy nói cho ta nghe đi. Ta đương nhiên biết rồi. Chính ta cũng người đến đây kia mà. Thì không biết ta vất vả cỡ nào không? Người ngủ ngon quá nhỉ? Quá xa tình tiểu tử này trêu chọc ta. Đừng hiểu làm người tốt. Trêu chọc. Nếu không phải ta cũng như ra đây, thì người đã bỏ mạng mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Đương nhiên rồi. Ở nơi quy hoạch này, đâu thể cũng ngăn dở Phong gia. Nếu người thích thì cứ việc quay lại đó. Uống thêm vài ly thiên nhật túy, uống thêm vài ngày nữa, uống luôn có cần tỉnh vậy. Người nói đi, thiên nhật túy mà người nói là thứ gì?
Người... Ta đã tập chưa từng thấy người nào ngốc như người. Người suy nghĩ một lát là biết ngay thôi. Thiên nhật tuyến. Thiên nhật tuyến chính là loại rượu người uống vào sẽ say cánh ngàn ngày đấy. Đồ ngốc. Say cánh ngàn ngày. Vậy người nói là không cho nó cho ta uống rượu đâu. Cho nên tốt hơn hơn rồi. Gì vậy? Này, ngươi làm gì vậy? Ngươi gạt ta. Ta đâu có bị trúng độc. Ta nói ngươi bị trúng độc hồi nào? Sự độc mà ngươi nói không phải ta nói. Ngươi... Đây là trò đùa của ngươi. Gì thế? Áo của ta đâu? Bán rồi. Giúp bán lấy tiền rồi. Sao nào? Không phải chứ. Sao lại không? Ta thích. Ta xin người, hãy trả quần áo lại cho ta đi. Quần áo của người không ở chỗ của ta. Chị thì ở đâu? Quần áo của người đã bị dân tắm trùng lấy đi mặc rồi. Chị muốn không mặc quần áo của ta làm gì? Người hỏi ta, ta làm sao biết? Hắn muốn mặc, không thích mặc, làm sao ta biết được chứ? Người bảo ta làm sao tin người đây? Người nói phòng dạy cho ta uống rượu độc, nhưng không thể lấy quần áo của ta. Hai nhà con nhân tiên sinh võ lâm này trở thành bọn trộm cướp. Thật là quá hoang đường. Tình hay không là tùy ngươi. Được. Muốn ta tình ngươi, hãy đưa ra bằng chứng đi. Được. Đi theo ta. Gì vậy? Đến phòng giả họ là biết ngay thôi mà. Đi nào, đi. Chúng ta phải làm thế nào đây? Đi. Theo ta nói, lần này người công công đã hạ lệnh, nhất định phải bắt hắn về kinh thành. Ta sợ lão đó không dễ dàng đối phó đâu. Đừng lo, cứ nói với hắn, hắn được phụ trách lừa hắn về kinh trả cho người công công là được. Ta lo là vì chuyện của Ban Sơn hắn đã sợ gió mật, không dám đổ giết nữa. Nếu thật sự không được nữa thì bắt con gái của hắn ta để quy hiếp. Sợ gì Phong Tử Siêu không cúi đầu chịu trói. Này, bọn ta xa triều đình, ta đảm bảo bây giờ chúng đi tìm Phong Tử Siêu tuyệt đối không tìm thấy đâu. Tại sao? Vì sáng nay Phong Tử Siêu, Văn Đạo Trang và Văn Thắng Trung đã đi rồi. Chỉ để làm một mình Phong cô nương trong nhà thôi. Ngươi nói cái gì? Bọn họ đều đi rồi. Đi đâu thế? Sao ngươi ngất quá gì? Đương nhiên là lấy thư mời của ngươi để đến Giang Gia rồi. Hả? Sao? Vừa chết. Vì là Phong Gia chỉ còn có một mình Phong cô nương. Cái bọn chúng sao vậy? Lo cho cô ta hả? Ta sợ cô ấy gặp chuyện không hay. Con người của ngươi có phải bị đảng trí không? Người đã vừa đã cho ngươi uống thiên nhật túy rồi ư? Đó là nghiệp lạc của cha cô ấy, không liên quan gì đến Phong cô nương. Phong cô nương là người tốt. Cứ dựa vào đâu mà nói cô ta là người tốt? Cô ta rất xinh đẹp. Xinh đẹp là người tốt sao? Dĩ nhiên là vậy rồi. Lần này ngươi nói đúng rồi. Ta nhất nhận của ngươi ra được cũng là do có cô ấy giúp đỡ. Cách dạy cũng là do cô ấy đưa cho. Thật sao? Đi thôi. Ta còn chưa uống nước kia mà. Có phải tên ăn mày đó quay lại không? Các người là ai? Không sao các người là ai vậy? Này, các người là ai? Cô là Phong cô nương đúng không? Sao các người biết tôi họ Phong? Vậy là đúng rồi. Cháu gái à, cháu càng lớn càng xinh đẹp. Đúng vậy. Tôi không ngờ Phong Tử Siêu lại có một đứa con gái xinh đẹp như thế. Ai là cháu gái của các người? Thật sao các người là ai? Bọn ta và cha của cô là đồng liêu. Ta họ Chu, tên là Hổ Thần. Hắn họ Xa, tên là Nhuệ. Đồng liêu. Thật sự các người là ai? Bọn ta là đại nội thị vệ. Cha tôi chưa từng là đại nội thị vệ gì cả. Giờ cũng không dính dáng gì đến cảm y vệ. Không phải chứ. Phong Tử Siêu trước đây rõ ràng là đại nội thị vệ kia mà. Cha cô chưa từng nói với cô sao? Không có. Cha cô Tử Siêu chưa từng nói với cô về bọn ta. Không có. Tôi không quen biết với các người. Các người lập tức đi khỏi đây đi. Xem ra cha cô đã giấu cô rất nhiều chuyện. Ta nói cho cô biết, trước đây bọn ta và cha cô đều cùng làm việc trong quan phủ, tình thân với tổ tông.
cho nên bọn ta mới dám gọi cô một tiếng là cháu gái. Bọn ta đến để thăm cha cô. Mau mời cha cô ra đây đi. Ông ấy không ở nhà. Không ở nhà, bọn ta có thể đợi. Không sao, cha tôi đi xa, phải nhiều ngày mới về. Vậy cũng được. Bọn ta có thể ở thêm vài ngày. Vậy thì đợi thêm vài ngày đi. Nếu các ngươi thực sự không chịu đi thì đừng trách ta không có sai. Bọn ta xin đắc tội. Chúng ta sao? Chúng ta sao? Cha cô không ở nhà. Vậy thì bọn ta sẽ đưa cô đi. Xem cho cô có đến cứu cô không? Đi. Buông ta ra. Các người có nghe không? Buông ta ra. Ngươi. Không xong đi. Không xong cái gì? Mau đi đi. Đi. Buông ta ra. Dừng tay. Hãy tình tại sao các người chỉ đi bắt nạt một cô gái yếu ớt? Thật là xấu hổ. Thì sẽ có nha đầu nuôi trai trong nhà, hay chỉ không cho bọn ta vào. Các người nói bậy. Xem đây. Võ Đan yêu phá. Ngươi là người của phái Võ Đan. Cô nha đầu này không ngờ lại mê kiếm kết phái Võ Đan. Từ đây ra cho bọn chúng một trận đi. Xem đây. Đại ca, tự tử này cho người đánh lén chúng ta, cũng tự trả thù 10 năm cho muộn đi. Phong cô nương, không sao chứ? Tôi không sao. Tần đại ca, ai đã cứu chúng ta vậy? Ta biết rồi. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Cái đăng bài này hành tung bí ẩn. Gặp nhau ở thạch đình bên đường. Hắn đi rồi. Tần đại ca, ai đi vậy? Chính là người đã cứu ta ra khỏi nhà cô hôm qua. Tần đại ca, huynh vào nhà, nhà tôi thay chiếc áo khác đã. Được, được rồi. Xin hãy đi theo tôi. Tần đại ca, quân đã chịu khổ rồi. Chắc tôi đã lừa quân uống thiên nhật túy. Lúc đó tôi thật sự tưởng rằng đó chỉ là loại rượu bình thường. Tôi thật sự không phải là đồng mưu của họ. Ta biết chuyện không liên quan đến cô. Nếu không tôi đã không quay về đây. Còn nữa, ta biết thuốc giải cũng do cô cho ta. Tôi thật sự rất sợ quân gặp phải nguy hiểm. Cô xem, chẳng phải ta đang rất khỏe sao? Ta không sao rồi. Như Tần đại ca, cô đừng trách cha tôi được không? Từ xa, đây đều là chủ ý của cha con Giang Thúc Thúc. Lạ thật. Ta và họ không quán không thù. Tại sao họ lại vì một tấm thư mời mà định lấy mạng của ta? Chuyện là như thế này. Giang Thúc Thúc nói Giang Đại Hiệp là người xấu, nên muốn tỉ thế với hắn, để sau đó đánh bại hắn. Nhưng mà cô cũng biết rồi. Nếu không có thư mời, họ đâu thể nào vào được gia phủ. Cho nên họ mới nghĩ ra kế này. Họ còn bảo Giang Thắng Trung mặc quần áo của huynh nữa. Cái gì? Không lẽ họ định để Giang Thắng Trung mạo danh ta? Đúng vậy. Không được, ta phải đến gia phủ ngay. Tần đại ca, Phong cô nương, còn chuyện gì không? Tôi huynh đi một mình sao?
Không, ta đi chung với một người bạn nữa. Vậy thôi được, huynh hãy mau đi đi. Mong rằng từ đại ca đến Giang Vũ rồi, hãy lén tìm cha tôi. Huynh không cần phải nói gì hết. Cho tôi nhìn thấy huynh, tôi sẽ biết sự việc đã bại lộ. Ông ấy sẽ âm thầm bỏ đi ngay. Huynh không cần phí sức, đã có thể cứu được cha tôi. Hy vọng sau sự việc này họ sẽ thay đổi. Tôi sẽ khuyên bảo họ. Ta sẽ làm theo lời cô đưa. Đa đà tần đại ca, cô đừng nói thế. Cô là người tốt. Tôi đâu phải là người tốt. Cô là người tốt thật mà. Đúng rồi, lúc họ đi đã mang theo cả những chung rượu của huynh rồi. Cái gì? Hãy đem theo thứ này, sẽ có lúc dùng tới. Đã từ biệt Phong cô nương rồi chưa? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải nói là gặp nhau có Thạch Đình sao? Người ngốc như vậy, ta sợ ngươi đi lạc. Rượu của ngươi đâu? Bị bọn Giang Đạo Trang mang đi rồi. Ta biết ngay mà. Biết ngay là họ sẽ dùng chiêu này mà. Sao vậy? Bọn chúng sẽ hạ độc ở trong rượu để hại sư huynh ta. Phong cô nương cũng nói thế. Hy vọng có thể kịp thời ngăn họ lại. Đúng rồi. Cái gì? Cái này. Đây là gì vậy? Của Phong cô nương cho ta. Cô ấy nói có thể giải độc trong rượu. Của Phong cô nương cho à? Phong cô nương là một người tốt. Tỉnh lại đi. Phong cô nương, Phong cô nương. Ta thấy người sắp mất trí rồi. Đi thôi. Công có phải người không? Không ngờ chúng ta lại được gặp nhau. Ân công, cách lần gặp trước đã một thời gian, không biết ân công gần đây có khỏe không? Cô thấy ta có khỏe không? Trong cô có vẻ rất vội vàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang đi gặp Giang Hải Thiên. Giang Hải Thiên, cô tìm ông ta làm gì? Hôm nay là ngày 7 tháng 7, là ngày hắn ta gả con. Tôi nhận được tin Trần Đình sẽ cho người đến Giang Phủ gây loạn. Võ Lâm đang đứng trước một kiếp nạn lớn. Tôi phải đi báo cho ông ta biết. Cô là bạn của Giang Hải Thiên à? Không phải. Tôi còn chưa biết mặt của ông ta mà. Cô nương thực là một người tốt hiếm thấy. Ân công, người định đi đâu vậy? Ta đi gặp một người bạn. Người đó đang ở phía trước. Ta hỏi lệ, tên là Nam Tinh, Nam trong từ Nam Phương, Tinh lãnh sao trên trời. Sau này cô đừng gọi ta là ân công nữa nhé. Lệ Nam Tinh. Lệ công tử, tôi đang có việc gấp, xin hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đúng rồi Lệ công tử, hôm nay chia xa, tôi muốn gặp công tử phải đến nơi nào? Dưới núi Tổ Lại, bên sông Tổ Lại chắc chắn sẽ có bóng dáng của Lệ Nam Tinh này. Tôi biết rồi, Lệ công tử. Xin tạm biệt. Cô nương, chuyện gì thế? Hãy mang theo uống trên đường. Đa tạ. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Thank you.
Trời vẫn còn sớm, chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi, được. Đại gia, người cũng uống một ngụm đỡ khát đi. Ở đâu có mùi rượu, chú sẽ bò về xuống đó. Thấy người là cắn, chỉ một vết cắn đã đủ lấy mạng người. Hạ đại nhân này muốn hại ta. Đợi các ngươi lâu rồi. Dám đánh lén tao, ta đánh lén ngươi thì sao? Nếu như ta chết rồi, để xem các ngươi ăn nói thế nào với Hạ đại nương. Ta thành tâm thành ý mời ngươi về làm giáo chủ, ngươi lại không biết điều. Chỉ hậu đại, ngươi muốn ta phải làm sao đây? Các ngươi bị ổi như thế, còn muốn bắt ta về làm giáo chủ. Lệ Nam Tinh, ngươi đừng hiểu lầm ý tốt của bọn ta. Tất cả những gì bọn ta làm đều là chuyện ngươi đã. Được, ngươi lập tức đi làm đi. Dừng. Bang chủ. Bang chủ, sao rồi? Đã tìm thấy Hồng Anh chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Hồng Anh vẫn chưa có tung tích gì. Nếu như nó gặp phải chuyện gì không hay, ta làm sao ăn nói cùng cha mẹ đã khuất đây? Vậy thuộc hạ sẽ đi tìm ngay. Đúng rồi bang chủ, bên Đông Bình đã truyền tin về, đó người của chúng ta đã vào được trong giang phủ rồi. Tốt, rất tốt. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Mong rằng lần này bọn văn đào tra sẽ thành công. Hắn chỉ có thể báo được thù cha, lại vừa giúp được lục hợp bang chúng ta diệt trừ một chướng ngại vật lớn. Ta còn tưởng ngươi thông minh cỡ nào, không ngờ ngươi vẫn mắc bẫy của ta. Bây giờ tốt rồi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Hạ đại nương. Không ngờ ngươi vẫn còn chiêu này. Ngươi tưởng công sức bắt ta vậy đó sẽ có ý đồ gì? Ta có thể có ý đồ gì chứ? Sự việc ta làm những việc này đều vì ngươi, đều vì thiên ma giáo của chúng ta. Tuyệt đối không có chuyện đó. Khôi Lan hiện giờ thế nào rồi? Khôi Lan bảo tuần hà mặc áo cùng cửu thiên tế. Hắn đang tới cứ quan hành sự. Cao thủ của triều đình và các binh sĩ của quan phủ đều đã mai phục xung quanh giang phủ. Lục Hợp Bang đã phái cao thủ tới. Cha con Văn Đạo Trang cũng có hành động. Thiên ma giáo cho Dương Hạo tham chiến. Tình thế đang có lợi cho chúng ta. Khôi Lan hiện đang ở đâu? Khôi Lan đã mang thuốc nổ trà trộn vào trong giang phủ. Thuốc nổ à? Đây là cách cuối cùng. Nếu tấn công thất bại sẽ cho nổ tung cả giang phủ. Tốt lắm. Ra tay đi. Thổ Thạch lão đệ, quan kinh quan nghênh. Thổ Thạch Quynh, chào Giang Quynh, chào Tổ Phu Nhân. Nhận được thư mời của hai người là ta đến ngay. Chỉ lo đến trễ không uống được rượu mừng của hiểu phù mà thôi. Không trễ đâu. Vậy đến đúng lúc lắm. Chỉ sợ tiếp đón không được chu đáo.
đi làm món quà mọn để mừng lễ cưới. Phó Thạch đạo trưởng, người khách khí quá rồi, chỉ là quà mọn xin nhận cho. Chúc mừng, xin chúc mừng. Âu Dương Quynh, Âu Dương Quynh được sáng xa xôi tới đây thật vất vả quá. Chiến kim của Giang Quynh xuất gia, dù được sáng xa xôi cửa nào ta cũng phải tới. Đi làm món quà mọn để tỏ ý chúc mừng đi. Vậy xin đáp lại ý tốt của Âu Dương Quynh. Không có gì đừng khách sáo, đem nó dịch vào trong đi. Dừng. Xin mời, xin mời. Lão ăn mày tới rồi. Lão trọng đầu chẳng mang theo lễ vật gì cả. Dường như đã biết ngay lão trọng đầu đến rồi. Lão trọng đầu đến, đem theo một cái miệng là đủ. Hôm nay rượu rất nhiều, cứ uống thoải mái nha. Được, vậy là ta yên tâm rồi. Thư mời này là giả. Thư mời của ngươi là giả. Thì giờ đâu mà bảo nó là giả chứ. Thư mời cho chính ta có gia đại nghiệp nhất, có ký hiệu đặc biệt. Tấm này không có, cho nên là đồ giả, xin lỗi. Cứ không thể vào trong được. Đệ tử Võ Đăng Tần Nguyên Hạo thay mặt trưởng môn đến chúc mừng. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Chúng tôi cũng đi ba người, hai vị này là hai vị sư thúc của tôi. Đúng rồi, chúng tôi có mang rất nhiều rượu ngon tới. Rượu hay lắm, người đâu, mau khiêng vào trong. Dân tư mời đâu. Này, tỉnh ra. Thư mời đâu? Chúng tôi... Thư mời cái gì chứ? Ta đâu phải là khách mời. Chủ ăn mày này đến đây xin cơm chẳng bao giờ cần đến thư mời cả. Không có thư mời không được vào trong. Này, ta là đệ tử Võ Đăng, hắn là bạn của ta. Sao lại là phái Võ Đăng nữa? Này, nghe người nói vậy, phái Võ Đăng có người đến rồi à? Xin lỗi, còn chưa từng giáo vị này, quý danh là chi? Dặn bối họ Tần. Lúc này có một thiếu hiệp phái Võ Đăng cũng họ Tần vào trong đó rồi. Ngươi là ai? Gì vậy? Chỉ nghi ngờ hắn ta mạo danh à? Ta thấy mắt ngươi không phân biệt được thực hư rồi. Ngươi có biết bản thân của mình không? Đây là Tần thiếu hiệp của phái Võ Đăng sao? Đúng vậy. Quý phái đã có một vị Tần Nguyên Hạo sư huynh vào trong đó rồi. Không biết tên xưng hô như thế nào. Ta... Ngươi đi vào trong là anh trai của hắn. Đây là người em, tên là Tần Thiên Hạo. Thật sự. Sao hai huynh đệ lại không đi cùng nhau? Ta... Ngươi không biết đó thôi. Người này rất sợ anh hắn. Anh hắn có thư mời của sư phụ trong tay, còn hắn thì lại khác. Hắn lén trốn đến đây mà. Người nói xem, để cho đại ca con hắn biết được không? Nhưng nếu các ngươi chuyện tiếp đãi thì cho dù có đụng mặt nhau thì cũng không sao. Quá lắm thì bị đuổi về chứ gì, đúng không nào? Được. Ra là như thế. Gia sư và phái Võ Đăng là chỗ thân tình. Để tự Võ Đăng đến đây, chúng tôi rất quan nghênh. Đúng, đúng vậy. Tần thiếu hiệp xin mời. Tiểu đệ Diệp Mộ Hoa chàng gần đón trễ, xin thứ lỗi. Quá ra là Diệp thiếu hiệp, đệ tử cưng của Giang đại hiệp, xin thất lễ, thất lễ. Này, mình không sao chứ, không sao chứ, không sao. Xin mời Tần Quân, được. Mời vị quân đài này dừng bước. Xin hỏi quân đài thuộc môn phái nào? Danh tánh tôn sư là gì? Xin được chỉ giáo. Ngươi vừa nói gì vậy? Cứ gọi ta là quân đài, xưng hô này không đúng lắm đâu. Xin hỏi có gì không đúng chứ? Ta là Thiếu Lâm. Thiếu Lâm không đúng. Nga mi. Tóm lại ta chỉ là một tên ăn xin. Hôm nay đến đây chỉ là để chén một bữa no nay không cần tiền. Ta là ăn xin. Là gì có môn phái nào? Chẳng có môn phái gì cả. Vị này họ Tần, ta gặp hắn ta giữa đường, giúp hắn đuổi ngay con chó điên đi, nên hắn đã mời ta đến đây ăn một bữa. Hắn không mất gì, ta lại được lợi.
Ta đã nói hết rồi. Mời hay không thì tùy ngươi vậy. Được rồi, được rồi. Người bạn của ta rất thích nói đùa. Xin đừng lấy làm lạ nha. Chị huynh đài này quả là thích nói đùa. Cẩn thận một chút. Này, cẩn thận. Không sao chứ. Vì bằng số này chó công thực lợi hại. Xin bái phục, bái phục. Đến khi có người xem tên đăng ngoài này là bạn, nếu đã như vậy, ta cũng sẽ xem ngươi là bạn ta. Gió công của người cũng không tồi. Xin được chỉ giáo. Đáng lý ta cũng có thể chỉ bảo ngươi vài điều. Nhưng mà bây giờ có Giang Hải Tiên chỉ bảo rồi, không cần đến ta nữa. Nếu như đã xem ta là bạn, vậy thì chúng ta có thể vào trong chỉ một bữa no say rồi. Ăn xong ta sẽ từ từ luận võ công với người. Có người bạn như vậy quá bộ đến đây, chúng tôi rất lấy làm vinh dự. Nào, xin mời vào trong. Được, đi thôi. Mời. Vào đi. Mời hai vị ăn bánh trước, lát nữa sẽ nhập tiệc. Mai mà được ăn cơm ở đây phải ăn thật no mới được. Phong Huynh, Huynh sao thế? Tổ chức trình trang quá. Nhìn xem, Huynh nhìn xem kìa. Đi thôi. Chẳng phải Huynh nói thế nhận tôi của Huynh có thể chiến án ngủ suốt 7 ngày 7 đêm sao? Tao cũng không hiểu chuyện gì nữa. Thật ra đúng là gặp ma rồi. Gặp ma sao ta lại giao đây được? Gán mày đi cạnh hắn nhất định là kẻ đã cứu hắn. Đúng là hoàng gia ngõ hẹp. Vậy chúng ta phải làm sao đi? Hãy đợi xem thế nào đã. Ngon quá, sao ngươi không ăn đi? Đã lúc nào rồi cũng còn ăn được à? Ta lo là trong rượu này. Đừng lo, đã có ta đây. Quân tử tin đến như vậy sao? Nào, mời. Xin mời. Lão ăn mày đó cũng đến đây rồi. Cháu gái của lão đâu vậy? Quân nói gì vậy? Ta bảo người mà ăn đi. Bực thật. Ăn đi. Mời các vị ngồi, xin mời. Được. Mấy ngày không gặp, phu nhân càng trẻ ra rồi. Quá khen, quá khen. Ăn đi. Giang Huynh, hôm nay là ngày trọng đại, sao lại để cho một gã ăn mày tùy tiện vào đây? Còn ra thể thống gì nữa? Nói vậy là không đúng rồi. Ta cũng là lão ăn mày đi. Vậy là cũng không ra thể thống gì ư? Trọng ban chủ, tôi không có ý đó. Hấu Thạch Huynh, vậy là Huynh không đúng rồi. Trong buổi tiệc này, đệ tử cái bang cũng là khách quý mà. Nhưng mà ta vẫn phải nói vài câu. Trọng ban chủ, đệ tử của ông ăn mặc cũng sền soạn quá. Dù sao cũng nên tắm gội sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng chứ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy danh của cái bang đấy. Quá ra là tên tiểu tử đó. Lát nữa ta sẽ dạy cho nó một bài học. Phong Huynh, Huynh làm gì vậy? Ta... bụng ta khó chịu quá. Sao lại nhầm ngay lúc này mà đau bụng vậy? Ta đâu có cách nào khác. Đây là chuyện đâu có thể điều khiển được. Ta đau bụng thật mà. Vậy Huynh mau đi đi. Được, được. Lão già đó làm gì vậy? Đồ nhát gan, cứ mặc lão. Đẹp quá. Đồng phối rồng, phượng phối phượng. Công chúa cái bang lấy gà ăn mày. Đang nói mùa có phải không?
Ta thấy mình mới là công chúa cái bang. Lỡ lời rồi phải không? Ta thấy mụ muốn lấy chồng rồi. Không lẽ thật sự muốn lấy một tướng công ăn bài ư? Ai nói thế? Đừng nói bậy mà. Còn định giấu ta nữa. Xem mụi kìa, đỏ mặt rồi. Mụi đâu có đỏ mặt. Mau nói cho tỷ biết, mụi đã thương tầm người nào rồi phải không? Đâu có. Còn định giấu ta. Hãy mau nói đi. Người đó như thế nào, có tú không? Nói đi. Người ấy là một kỳ tài. Kỳ tài. Một kỳ tài trong năm mới có một. Người có nói quá không vậy? Người không nói quá đâu. Cái bang đang cần một kỳ tài như thế. Vậy người đó hiện giờ đang ở đâu? Nói đến chuyện này là mụ lại thế giận. Đôi tay ông của mụ không tốt. Sao vậy? Tôi bảo ông giữ quý nấy lại. Mong là cứ lề mề mãi. Rốt cuộc đã để quý nấy chạy mất rồi. Vậy người đó tên gì? Mùi không biết. Chính vì không biết nên mùi mới lo đi. Đừng lo, người đó nhất định sẽ lại xuất hiện nữa mà. Không có chuyện tốt như vậy đâu. Tin ta đi. Nếu mùi và người đó thật sự có duyên phận, người đó nhất định sẽ lại xuất hiện trước mặt mùi. Thật ư? Các người mau đi chuẩn bị đi. Dạ, con sẽ đi ngay. Cháu gái ta đâu? Tôi thấy Yên Yên và mấy người trẻ tuổi đang ở bên yếu phù. Hèn chi, ngồi chung với những người trẻ tuổi rồi. Đâu thèm ở bên lão già ăn mày này nữa. Sao nhiều chỗ trống quá vậy? Sư phụ, những vị khách mà chúng ta mời chỉ có đến vài người thôi. Lưu trang chủ, Bạch trang chủ chưa đến sao? Vẫn chưa. Con nghĩ chắc là họ đang trên đường tới. Họ sẽ không tới đâu. Mấy người bạn của ta rất đúng hẹn, không bao giờ đến trễ. Nếu giờ này họ vẫn chưa tới, tức là họ sẽ không tới nữa. Hãy đi. Có lẽ họ thật sự đang bận việc gì đó. Giang Quýt, giờ đây trên giang hồ đều đồn Thiên Ma giáo sắp khôi phục lại. Chúng còn nói, phạm những ai đến dự tiệc cưới của giang vũ đều giết không tha. Có lẽ nhiều người đã lo sợ quá độ cho nên không dám tới. Thiên Ma giáo này thật ngang ngược. Làm vậy khác gì đang khiêu khích võ lâm chính phái chúng ta. Xem ra các vị thật sự đã nể mặt giang ái thiên này rồi. Giang quân đã quá lời. Khi dựa vào mấy lời ngông cuồng trên giang hồ, làm sao ngăn cản bọn này được? Đúng thế. Không sao, bọn họ không tới. Lão ăn mày này còn thấy thoải mái hơn. Giang sư thiếu niên nhân tài hào kiệt, bây giờ thiếu đi anh hùng đẩy rẫy, hay là mời họ qua đây cùng ngồi cho vui đi. Ý hay đấy. Hải Thiên, bọn dung thúc những nhân tài hậu tế, khi bằng mời mấy vị thiếu niên hào kiệt cùng ngồi chung, để cho mọi người làm quen với nhau nhé. Nói hay lắm. Chủ mong phái võ đàn Lôi Chứng Tử có gửi một lá thư cho ta để giới thiệu Tần Nguyên Hạo, đệ tử đắc ý nhất của ông ta cho ta biết. Nghe nói cậu ta đã tới rồi, còn có hai người bạn cùng tới nữa. Mộ Qua, hãy mời họ qua đây. Dừng, con sẽ đi ngay. Tần thiếu hiệp. Hiệp thiếu hiệp. Vị này là... Vị này... Tôi hỏi dân. Thất kính, thất kính. Còn một vị đâu rồi? Ông ta họ Phong. Lúc nãy bụng không được khỏe, cho nên đã... Tôi hiểu rồi. Ý của gia sư là Tần Thiếu Hiệp và Dân Tiên Sinh đều lần đầu tiên đến đây, nên muốn ngồi chung để làm quen với nhau. Gia đại kiệp thật quá khách sáo, tại hạ không dám. Thay vì đừng chối từ, xin mời nhập tiệc. Không, tại hạ chỉ là một tiểu bối chưa có kinh nghiệm giang hồ. Gia đình chỉ có sáu như vậy, tôi càng không dám. Tôi phải đi xem phong sư thúc như thế nào đã. Ý của gia sư là muốn giới thiệu các thanh niên tú tài cho thiên hạ anh hùng biết. Đây là ý tốt của gia sư. Tôi thấy hai vị đừng quá khiêm tốn. Còn về Phong tiên sinh, tôi sẽ cho người đi tìm. Để khi tìm thấy rồi, chúng tôi sẽ cùng đến đó ngồi, được không? Chuyện này đây là ý tốt của chủ nhân, chúng ta cũng đừng từ chối làm gì nữa. Được, xin mời. Mời.
Cậu đi. Tần Thiếu Hiệp, lãnh sư và ta có mối giao tình đã 20-30 năm nay. Cậu là đệ tử đắc ý của ông ấy. Ở chỗ của ta, cậu không cần phải ngại. Dân, dân. Chú tiên sinh từ xa tới, Giang mộ không thể xa đón. Thật thất lễ. Không biết Dân tiên sinh có chung tổ tiên với Giang trang chủ của Thủy Dân trang không? Không có. Vì tệ hạ ngưỡng mộ Giang đại hiệp đã lâu, kiếm khi có cơ hội này, Tần sư trạch mời ta đến, nên ta đã không mời mà tới đây. Trong Dân tiên sinh hơi quen. Thế sao? Dân tiên sinh có phải là hoàng hàng của Dân Phi Dương, trang chủ của Lưu Dân Sơn Trang không? Mấy năm trước ta từng đến Lưu Dân Sơn Trang vì đã gặp qua hắn ta một lần. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi là em họ của hắn. Chả trách ta thấy ông hơi quen. Thôi, mời hai vị ngồi. Xin mời. Dân tiên sinh là khách quý từ xa tới. Nào, mời ngồi ghế thượng tọa. Tôi thấy hay là để trọng bao chủ ngồi vậy. Xin lỗi, người bạn họ Phong có hai gì đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Không sao đâu, người bạn của tôi chắc là không được khỏe, lại không muốn làm kinh động mọi người. Người đã bỏ về rồi, chúng ta đừng đợi hắn nữa. Không sao, Phó Thạch đạo trưởng đây là thần y đương thời, có thể chữa trị cho Phong tiên sinh. Người bạn của tôi, ông ta cứ thích đi lung tung. Tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Dân tiên sinh, trọng ban chủ. Tôi thấy hai người đừng nhường nhau nữa. Hay là như vậy đi. Tính theo tuổi tác, Phó Trạch đạo trưởng chắc là lớn hơn trọng ban chủ một vài tuổi. Tôi đoán có đúng không? Đúng, đúng. Đạo trưởng hơn ta 5 tuổi. Đến mời ngồi ghế thượng tọa mới đúng. Được rồi, mau mời ngồi. Không thưa. Là đến đây, đúng vậy kêu nhiều quá. Vậy đâu có được. Cái bang là thiên hạ đệ nhất bang. Quyết định trong võ lâm đã phải xét thất vọng. Vị trí chủ tọa này, ông không ngồi, dạ dám ngồi nữa đây. Đúng thế. Các vị nói có đúng không? Đúng kệ. Ở đâu ra là quy định này chứ? Nếu tôi phải bắt cái bang là kẻ ăn xin, ông có bao giờ mời kẻ ăn xin ngồi ghế thuận tọa hay không? Này, này. Này. Ở đây có bao nhiêu chỗ? Mọi người không ngồi, nhường nhau mà làm gì? Đúng lúc ta lại không có chỗ ngồi. Ở đây nhiều món ngon quá nhỉ? Thì ra là cái tên ăn mày này. Nhà ngươi... Đúng là ngươi rồi. Ngươi... Mấy ăn mày này cũng giống như ta. Biết chọn chỗ thật. Ta nói cho ông biết, thức ăn ở bên bàn này là ngon hơn nhiều so với những bàn kia kìa. Thấy chưa? Tên tiểu ăn mày này nghe đây. Thì đây không phải nơi để ngươi quậy phá đâu đấy. Ta cũng nói cho lão ăn mày này nghe. Lão quản được bàn ăn mày khắp thiên hạ chứ không quản nổi ta đâu. Ta là tên ăn xin, thích làm gì thì làm. Này, Giang đại hiệp, ngài nói đi. Ngài có phản đối ta cùng ngồi chung bàn với ngài không? Ngài nói đi. Đấy, Giang đại hiệp cũng không nói gì rồi. Các người còn muốn quản ta nữa chứ? Ngoài kia sao mà ồn ào vậy? Chuyện quài thế. Chúng nói này nghe quen quá. Có phải quên nấy không? Có thực là quên nấy không? Không đâu. Chắc không trùng hợp vậy đâu. Ý nghĩ, muốn đang làm gì vậy? Gì thế? Chị đang nói ai thế? Không nghe thấy gì cả. Tôi chết ta rồi. Rốt cuộc có chuyện gì thế này? Hắn nói cũng đúng. Sư phụ, võ công của người này con đã thử qua rồi. Có thể nói là vô cùng khó lường. Này, cũng là người của Tây Bang. Nó ngoài này, xin mời tiểu ông ngoài một ly nhé. Được. Tên tiểu ông ngoài này cũng hào phóng thật. Vị trí này cái lão mày này cũng không dám ngồi. Vì mà ngươi dám ngồi. Được rồi, ngồi cho vững nhé.
Lão ăn mày, lão ăn mày, cứ ngồi cho vững đấy. Hay lắm. Ta rất thích những thiếu niên anh hùng hào phóng. Lão đệ, ngươi rất đồng ý ta đấy. Không dám, không dám. Khách sáo quá. Luận tôn ti trật tự, thực ra ngươi không nên ngồi đây. Nhưng mà ở độ tuổi này mà ngươi đã có được võ công như vậy, vậy thì ngồi ở đây cũng không hề hấn gì. Được, lão ăn mày này dùng cho ngươi ngồi. Vậy mới đúng chứ. Tiểu huynh đệ, ngươi tên họ là chi? Ta... Ta Lan Bác Kỳ Hồ, không tên không họ. Không tên không họ, phải không tên không họ. Nếu như mọi người muốn gọi ta thì cứ gọi ta là... Gọi ta là Vô Danh đi. Đúng, gọi ta là Vô Danh. Thì được rồi, Vô Danh. Vô Danh. Vô Danh à. Tiểu tử này chúng ta nghĩ đến một người. Ai vậy? 40 năm trước, lúc sư phụ của Giang Đại Hiệp, Kim Thế Chi Đại Hiệp vừa xuất hiện trên giang hồ, cũng dùng thân phận của người ăn mày. Ông ta lấy tên là Thế Di, có nghĩa là bị người đời lãng quên, không chịu ràng buộc bởi thế lực. Còn ngươi gọi là Vô Danh, chắc không có ý xem thường những phép tắc đó, có phải không? Nếu Kim Đại Hiệp biết được ngươi cũng là người đồng đạo, chắc sẽ rất vui đấy. Công chừng lại còn dẫn ngươi làm nghĩa tử nữa. Cái gì? Dẫn ta làm nghĩa tử? Ta không tham làm nghĩa tử của Kim Thế Di đâu. Không làm, không làm. Không thèm làm đâu. Không thèm. Xem hắn kìa. Thân tình. Tân Lang Tân Nương mời rượu. Tân Lang Tân Nương mời rượu. Cẩn thận đi. Kìa, con cọp nhỏ, con còn ở đây à? Này, có phải là người đó không? Mau nói đi, mau nói đi. Ui, Yến Yến, thật nhiều phép tắc. Này, sao con lại ở đây? Sao ta lại không thể ở đây chứ? Sao con lại ngồi dưới chủ tọa vậy? Cái đó mày nhường cho ta ngồi mà. Ông ta nhường ta ngồi đấy. Hùng Di, hiểu phụ, cậu không mau mời rượu. Dạ, đừng. Để ta mời trước. Những người ngồi đây đều là khách quý. Vì công tử này có thể ngồi dưới chủ tọa, chắc là có bản lĩnh gì hơn người. Xin mời một ly. Đa tạ. Chúc mừng, chúc mừng. Tôi rượu ngon, rượu ngon. Hoàng ca ca, nhìn thấy chưa? Người có bản lĩnh như vậy có nên ngồi ghế chủ tọa hay không? Nên, nên, nên. Như vậy mụ đã vừa lòng chưa? Thì đó, đừng lấy mụ làm trò cười nữa. Này, con đem rượu ra đây. Nó ăn mày này nóng lòng lắm rồi. Trong ban chủ muốn uống rượu phải mang lời rượu hảo hạng sao mới được. Lời rượu tầm thường không có mặt được ông ta đâu. Sư phụ, hai người bạn phải rõ ràng có bản lĩnh dạy chung rượu thượng sẵn. Đây là món quà mọn chủ bộ chúng tôi biếu tặng. Xin mọi người đừng chê. Sư phụ, nghe vô như vậy, chúng ta hãy lấy rượu của Phái Võ Đang ra uống mừng nhé. Rượu của Võ Đang là ngon nhất đấy. Ông mà, vừa nghe đến rượu của Võ Đang là đã chìm rõ giải rồi. Rượu Võ Đang rất ngon mà. Uống một ngụm, mùi thơm bay xa cả ngàn dặm. 3 năm trước, ta từng được uống một lần. Lần đó được uống lên giờ phút của một người bạn. Hôm nay lại sắp được uống rồi. Lấy rượu ra. Mau lấy rượu ra. Sư phụ, lấy rượu. Đúng là mùi vị này rồi. Ông xem ông kìa. Ta làm sao nào?
Trong lão tiền bối, rượu này phải mời chủ nhân trước mới phải. Không sao, lão trồng đầu lúc nào cũng thế. Thấy rượu ngon là quên hết mọi chuyện, cứ mặc ông ấy. Ôi, vẫn là chắc bảo vệ giữ ta nhất. Nó ăn mày đợi hết bối rồi đây. Đếm thử cây đà, để ta thử trước. Kia, cái tình tiểu ăn mày này sao lại cướp rượu của ta chứ? Này, ta ngồi ghế chủ tọa, chén rượu này đương nhiên để ta uống trước rồi. Tiểu ăn mày, ngươi quá vô lễ rồi. Phải nhưng đã bỏ qua phải danh giáo của ngươi cho ngươi ngồi ghế chủ tọa. Thế là ngươi liền trở nên tự cao tự đại. Sao thế? Tống rượu của vợ đang cắt ngươi, tình ngươi thấy đau lòng có phải không? Ngươi nói cái gì vậy? Này, lão ăn mày, dầu sao thì lão cũng đã uống qua rượu của vợ đang rồi. Công ta là lần đầu tiên, hay là lão dự cho ta uống trước đi nha. Tức tiểu ăn mày này thật hết cách với người. Được, người uống trước đi, để làm một chén cho lão ăn mày này là được rồi. Được lắm. Thế nào, rượu này có ngon không? Rượu này là giả đấy. Ôi, sao là giả được? Vậy thì phải hỏi hắn rồi. Tại sao rượu của vợ đang các người mang đến đều là giả vậy? Ngươi dựa vào đâu mà bảo nó là rượu giả? Bây giờ chỉ có mình ta uống. Ta nói nó là rượu giả thì nó chính là rượu giả. Thế nào, ngươi không tin ư? Không tin thì uống thử một ngụm đi. Ngươi không uống, vậy ngươi uống đi. Nào, uống đi. Này, các người đều là người của phái Nhỏ Đàn. Uống tôi sẽ biết ngay là thật hay giả thôi. Sao thế? Vô phúc bình mà cũng không dám uống sao? Nào, uống thử một ngụm đi. Ngươi uống đi, uống đi nào. Ta không đôi coi với tên ăn mày này. Ta mời tân nương một ly. Sao lại giỏi mời tân nương vậy? Dù sao ngươi cũng phải uống hết chén này với ta đã. Đón lấy. Nào, uống đi. Ngươi. Này, ta có một ý kiến. Hãy mời dân tiên sinh và vị thiếu niên anh hùng này tỉ thí với nhau. Kẻ nào thua thì sẽ phải uống rượu. Mọi người thấy sao? Cũng được. Thưa cơ bắt lấy tên tiểu ăn mày đó, rồi tiếp cơ hội bỏ trốn. Được lắm. Được. Ta thấy vị thiếu niên anh hùng này võ công xuất chúng. Lão phù rất muốn được tỉ thí với cậu ấy. Tán thành. Ta cũng đang mong được lĩnh giáo hai người đây, xem tụi võ công phá võ đàn lợi hại đến cỡ nào. Các chị đệ thường làm chứng cho. Nếu như ta thua, vị trí chủ tòa này sẽ giữ cho ông ta ngồi. Hiếm khi khai vị các quý lại có nhà hứng như thế. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này mở rộng tầm mắt. Xin mời. Mộ Hoa, sư phụ, mau để kính những chung rượu này, ai cũng không được uống. Dừng. Ông ơi, ông, lần này tốt quá rồi, ông sẽ được thấy võ công của huynh ấy. Được, đợi xem đã. Ngươi muốn chỉ giáo cho nhau thôi, hay là liều chết để định thắng thua? Sao cũng được. Ngươi thích thế nào ta sẽ chiều thế đấy. Được, xuống chiều đi. Cẩn thận một chút, quyền cước không để nang ai đâu. Ta ngồi ghế chủ tọa sao có thể ra tay trước được? Dừng ngươi ba chiều đó. Cười. Tiểu tử này quá liều lĩnh. Dương tương sinh vẫn chưa dốc toàn lực, hắn đã dựa cho người ta ba chiêu rồi. Quá sơ xuất. Không đâu, cô ấy là kỳ tài mà, nhất định sẽ thắng.
Đánh không trúng, đánh không trúng, đánh không trúng. Quần áo của anh mà thì phải rách xuống như vậy mới đúng chứ. Trùng đẹp quá. Đi không đánh trúng ta, không đánh trúng ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đã hơn 3 chiêu rồi. Vừa cần đánh nữa, ta sẽ đánh trả lại đây. Được. Nhưng trước khi đánh ngươi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện đã. Chẳng phải ngươi thuộc phái võ đan sao? Sao ngươi không dùng võ công phái võ đan để đấu với ta? Ta không dùng võ công của võ đan thì có thể thắng ngươi được. Được. Vậy thì ngươi hãy cẩn thận đấy. Con đánh trúng ăn kìa. Thiên la vũ pháp. Ông thấy thế nào? Hảo tiểu tử. Ta biết tên tiểu tử này không đơn giản mà. Đánh tầm chúng ta. Ui. Không sợ chết thì hãy qua đây. Đến đây, đánh nữa đi. Đến đây nào. Sư phụ, cái tiểu tử đó đang sử dụng là đại thừa ban dược trưởng phải không? Rõ ràng giống như chưa thức của mình. Nhưng chỉ pháp đó con chưa từng thấy sư phụ dùng ra. Đó là kinh thần chỉ pháp con chưa từng được học. Chỉ pháp của tiểu huynh đệ này chỉ còn chưa được đến nơi đến chốn. Nếu không, hắn cũng không ở thế hạ phong. Sư phụ, tôi không thương tiên sinh sử dụng quả thật không phải là của phái võ đan. Trước đây con chưa từng thấy qua, ta đã nghi ngờ từ lâu. Võ công của hắn ta khiến ta nhớ tới một người. Đại ca ca, Hải Thiên, mau bảo họ dừng lại. Đại ca ca, mau đứng dậy đi. Đại ca ca, mau đứng lên. Mau đứng lên, đại ca ca. Tiểu tử, ngươi không muốn sống thật ư? Tiểu gia này chưa chuẩn bị xong nên mới để cho người chiếm thế thượng phong đấy. Đợi lát nữa ta sẽ đấu nữa nhé. Được, lão phu đem ngươi tọa nguyện. Cứ bằng lĩnh thì đánh ta đi nào, đánh ta đi, đánh ta đi, lại đây. Đại ca ca, cẩn thận. Ngươi đừng chạy, đến đây, ở đây này. Đừng chạy, đứng lại. Đến đây đuổi theo. Đi là chưa gì thế sư phụ, không đúng sai hết rồi. Không để hồng bị đánh không lại cho nên bỏ chạy. Tiểu tử này đánh loạn hết rồi. Ông ơi, quân ấy đang đánh lung tung. Lần này tiêu thật rồi, tiêu thật rồi. À, sợ quá, đến đây nào. Ôi da. Sao? Có đau không? Coi như là ngươi gặp may. Tiểu gia vốn rất may mắn kia mà. Nếu ngươi không tin, không tin thì đến thử đi. No. Đến đây, đến đây. Thế nào, có đau không? Đau không? Đến bắt ta đi, đến bắt ta đi, lại đây. Tiểu tử này, cái chỗ này bắn ta cũng nghĩ ra được. Ông ơi, ông nhìn thấy không? Chỗ đó có sai đâu. Hồi nãy là một kỳ tài mà. Tao thấy ngươi thật là thê cảm. Có ai đánh với ngươi không? Tao đánh như vậy đó. Ngươi không phục phải không? Không phục thì đến đánh nữa đi. Đến đánh nữa đi nào. Lại đây. Đến đây nào. Ngươi cả quần cũng cởi ra rồi chứ kìa. Ông nhìn xem. Cảm tục ca có vô danh đảo là giờ khiến có. Cảm ơn nha. Tử gia xin nhận. Đại ca ca, hay quá. Nào đến đây. Khoan đã, ngồi một lát đi. Nào, nghỉ một lát nào. Ngồi xuống đây.
Tiểu tử này quá thật là thông minh. Hắn xuất hiện không theo quy luật nào cả, khiến cho lão đó trở tay không kịp. Để cái ta đánh hay quá. Đánh ta đi. Nào, đánh nữa đi. Đá mong hắn. Được lắm. Đánh vào mũi hắn. Phá hắn nào, xỉa mắt hắn.